Hân hoan chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với kênh tin tức của 7 News. Và tôi là Dương Linh, rất hân hạnh được đồng hành với quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Và sau đây là những nội dung mới chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sang đường như chỗ không người, hai thanh niên đi xe máy bị xe buýt đâm ngã sổng xoài. Đoạn video được camera hành trình của một chiếc xe buýt ghi lại cho thấy, khi chiếc xe này đang di chuyển đến một khúc cua, bất ngờ xuất hiện hai thanh niên đi trên một chiếc xe máy, đột nhiên rẽ phải tạt đầu mà không quan sát. Do sự việc xảy ra quá nhanh mà tài xế xe buýt đã cố gắng đạp phanh hết mức nhưng vẫn không thể tránh được vụ tai nạn. Sau khi bị xe buýt tông trúng, hai thanh niên đi xe máy văng ra khỏi xe, ngã sổng xoài giữa đường. May mắn là dù bị tông mạnh nhưng có vẻ như cả hai không bị thương quá nặng sau vụ việc. Bắt tên cướp bịt mặt đi xe máy che biển số để cướp. Ngày 30 tháng 10, Công an tỉnh Thái Bình thông tin, Công an thành phố Thái Bình khẩn trương đấu tranh làm rõ vụ cướp giật tài sản của người tham gia giao thông tại khu vực đường Võ Nguyên Giáp thuộc thôn Tống Thỏ Nam, xã Đồng Mỹ, thành phố Thái Bình, ngay khi nhận được trình báo của người bị hại về việc bị đối tượng đi xe máy che biển kiểm soát bịt mặt cướp một dây chuyền trị giá gần 30 triệu đồng. Đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Bình nhanh chóng đấu tranh truy vết đối tượng. Sau gần 24 giờ, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Bình đã bắt giữ Trần Xuân Thạnh, sinh năm 1999, trú huyện Hưng Hà. Khi đang lẩn trốn tại huyện Hưng Hà, Thạnh là đối tượng chưa có tiền án tiền sự. Tại cơ quan điều tra, Thạnh khai nhận do không có việc làm ổn định, nghiện cờ bạc, Thạnh nảy sinh ý đồ cướp giật tài sản của người tham gia giao thông. Theo hồ sơ vụ việc, ngày 24 tháng 10, Trần Xuân Thạnh bịt mặt điều khiển xe máy nhưng che đi biển số rồi chạy xe trên các tuyến đường của thành phố Thái Bình. Xem ai có sơ hở thì cướp giật tài sản. Khi đến đường Võ Nguyên Giáp thuộc xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình thì phát hiện bị hại đang tham gia giao thông có đeo dây chuyền vàng. Thạnh áp sát xe và cướp giật rồi phóng xe tẩu thoát. Hiện công an thành phố đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Ba người bị lũ cuốn. Lúc 10 giờ ngày 30 tháng 10, chị Tống Thị Trang 33 tuổi và Nguyễn Thị Hoa 31 tuổi trú Hương Khê đi dọn vệ sinh trại gà cách nhà hơn 1 km. Trên đường về gần nhà văn hóa thôn 12 thì bị nước lũ cuốn mất tích. 15 giờ cùng ngày, người thân không thấy hai chị trở về nên trình báo lực lượng chức năng. Do mưa lớn, đường ngập 0,5 đến 0,7 mét nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Cuối giờ chiều, thi thể chị Trang được phát hiện tại nhà văn hóa thôn 12. Đến tối, hàng chục người vẫn đang tìm kiếm chị Hoa. Hai nạn nhân là chị em dâu, mỗi người có 2 đến 3 người con, gia cảnh khó khăn. Tại Hương Thủy, lúc 15 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10, em Nguyễn Văn Dũng 13 tuổi đi bộ trên đường ngập từ 0,3 đến 0,5 mét ở thôn 6, bị sẩy chân vào vũng nước sâu và bị nhấn chìm. Hơn 20 giờ 30, thi thể nạn nhân được tìm thấy ở gần vị trí gặp nạn. Tại huyện Can Lộc, lúc 15 giờ, nhà chức trách nhận trình báo của 9 công nhân đang thi công cao tốc bị nước lũ cô lập giữa láng trại gần sông Già, đoạn xã Sơn Lộc. Trước đó, mưa nhỏ nên những người này chủ quan. Sau vài tiếng mưa to thì nước dâng nhanh, không kịp rời đi. Chính quyền đã cử cán bộ lái xuồng máy đến tiếp cận láng trại. Sau hai lượt đã đưa 9 công nhân lên khu vực dân cư an toàn lúc gần 17 giờ. Xúc động, cậu bé mù vẫn leo núi để mang nước về nhà khiến ai xem cũng cảm lạnh. Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến nghị lực của chú bé mù vùng cao. Dù cặp mắt không được như người khác, nhưng em vẫn vượt đường đá chông chênh mang nước từ trên đường về nhà. Đúng lúc có một thanh niên đi ngang vô tình bắt gặp nên đến hỏi han ân cần vài câu, định sẽ vác phụ em, nhưng mà đến lúc về thì nó lạ lắm. Sao bảo bạn mù mà dẫn đoàn đỉnh dữ, khúc này không biết nên tin người nói hay tin vào hiện thực đây. Dường như bạn của em đang đánh tráo khái niệm về người không thể nhìn thấy và người chỉ có thể tập trung vào một điểm. Còn khả năng khác là em đã thuộc Google Maps nên mới phán đoán hướng đi chính xác đến vậy. Lách qua từng mỏm đá nằm chơi vơi trên đường mà không trượt phát nào, dù được bạn mình chẩn đoán là mù nhưng bé trai vẫn quyết giữ im lặng. Thực tế quá hách não khiến Giang Cư Mận được một fan khá bất ngờ mà để lại bình luận như sau. Người nghe và người trả lời thuộc hai dải ngân hà khác nhau. Bạn ấy không ngờ chúng mình mới là những người khờ. Ai bảo con nít không biết nói dối, lúc đi thì dắt, lúc về tự đi luôn, lại còn đi đầu hách má bà. Vụ bốn cha con bị chém dã man, các nạn nhân đã xuất viện nhưng sức khỏe rất yếu.
Gần một tháng phẫu thuật điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh, vết thương tạm ổn nên bốn nạn nhân trong một gia đình bị chém dã man đã xuất viện. Cuộc sống của họ xáo trộn hoàn toàn do cả nhà phải lo chạy tiền thuốc men, đồng thời phải kiếm tiền trả nợ khi sống ở vùng quê nghèo. Từ ngày xảy ra vụ việc, chẳng ai đến hỏi thăm, hỗ trợ chi phí cho gia đình bị tổn thất suốt thời gian điều trị. Chị Lê Thị Hồng Thúy, sinh năm 1981, ngụ Long An, chia sẻ sáng ngày 29 tháng 10, chị Thúy là con ruột của ông Lê Văn Trạch, sinh năm 1963, ngụ cùng ấp, và là chị của ba em trai trong vụ bị băng côn đồ chém gây thương tích trên cánh đồng ruộng ở ấp 1, xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa. Theo chị Thúy, bệnh án của bốn người thân trong gia đình đều bị nhiều vết thương trên cơ thể, nặng nhất là cha ruột, ông Trạch. Em trai út Lê Thế Châu, sinh năm 1988, vì vậy sức khỏe của họ hồi phục rất chậm. Rất mừng là cha và em trai đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần, giờ cả nhà phải cố gắng đi làm kiếm tiền trả nợ. Gia đình chúng tôi chẳng có tài sản gì giá trị để đem bán hay cầm cố, chị Thúy buồn rầu nói. Chị cho biết bản thân chị có nợ một cá nhân tên Giang, trú xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, một số tiền khá lớn, sau đó muốn bán mảnh đất 5.000m2 ở ấp 1 xã Tân Thành để xóa nợ. Tuy nhiên, bà Giang không chấp nhận mà muốn lấy toàn bộ diện tích 13.000m2 đất liền kề của gia đình. Sáng ngày 22 tháng 9, ông Trạch cùng ba con trai đang chuẩn bị làm đất gieo xạ lúa thì bà Giang xuất hiện, gọi điện thoại kêu gần 10 đối tượng cầm súng, hung khí đến gây ra vụ án nghiêm trọng. Clip khoảnh khắc kỳ lạ chim cởi lưng bạn bay lên bầu trời. Mới đây, một tài khoản đã mang đến sự thích thú khi đăng tải một đoạn video kỳ lạ lên mạng xã hội TikTok. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi khi một con chim cởi trên lưng một con chim khác trong chuyến bay lượn trên bầu trời đầy mê hoặc. Mọi người không thể không ngỡ ngàng trước cảnh tượng đầy độc đáo này. Tuy khoảnh khắc này chỉ kéo dài trong vài giây trước khi hai con chim tách ra, nhưng nó đã để lại ấn tượng mạnh mẽ và tạo nên sự kỳ lạ mà không phải ai cũng có cơ hội chứng kiến. Đoạn video này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm và chia sẻ từ cộng đồng mạng trên TikTok. Nó nhắc nhở chúng ta về vẻ đẹp của thế giới tự nhiên, cũng như khả năng tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ. Cho phép ô tô du lịch tự lái từ Trung Quốc vào Việt Nam. Từ ngày 30 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án thí điểm quản lý xe du lịch tự lái từ Trung Quốc vào thành phố Móng Cái và thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, và phối hợp quản lý xe du lịch tự lái từ Việt Nam sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Theo đó, xe tự lái từ Trung Quốc được hoạt động trong phạm vi thành phố Móng Cái và thành phố Hạ Long, quốc lộ 18A, đường cao tốc Hạ Long-Móng Cái. Xe không được hoạt động, dừng đổ ở các khu vực quân sự, khu vực cấm khác. Các yêu cầu cụ thể đối với xe du lịch tự lái từ thành phố Đông Hưng, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc sang thành phố Móng Cái, Quảng Ninh như sau. Xe dưới 9 chỗ được các cơ quan chức năng của hai bên kiểm tra, cấp giấy phép vận tải. Xe dán logo của đơn vị tổ chức để dễ nhận diện, phải đi theo đoàn, có xe ô tô của Việt Nam dẫn đoàn, hoạt động theo lộ trình đã định sẵn, xe không được tách đoàn, đi tự do. Người điều khiển xe tự lái phải có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển, có hộ chiếu, thị lực hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế hợp lệ theo quy định, nắm được các quy tắc, điều kiện giao thông, phạm vi hoạt động và hệ thống biển báo, chấp hành đúng quy định của pháp luật về giao thông đường bộ của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, các xe tự lái của Việt Nam sang Trung Quốc cũng phải đi theo đoàn, có xe dẫn của đơn vị tổ chức phía Trung Quốc dẫn và thực hiện theo đúng các thủ tục, giấy tờ quy định của nước sở tại. Tài xế mãi dùng điện thoại tông chết người. Thầy giáo dạy lái xe Nguyễn Đức Hiếu, 27 tuổi, trú thị trấn Hương Khê, bị cáo buộc sử dụng điện thoại khi lái ô tô nên gây ra tai nạn tông chết người đi xe đạp cùng chiều. Hiếu bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Các quyết định tố tụng được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hương Khê công bố tối ngày 30 tháng 10. Theo kết quả điều tra, khoảng 17 giờ ngày 23 tháng 10, Hiếu lái ô tô 5 chỗ, biển Hà Tĩnh, chạy trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Hương Khê. Đến ngã 5, đoạn qua tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê, ô tô của Hiếu tông vào thầy giáo 58 tuổi, đạp xe cùng chiều. Nạn nhân bị hất lên capo rồi ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Sau khi tai nạn, Hiếu lái ô tô rời khỏi hiện trường. Trưa hôm sau mới ra công an huyện Hương Khê đầu thú. Làm việc với nhà chức trách, Hiếu thừa nhận thời điểm gây tai nạn có sử dụng điện thoại khi lái xe nên thiếu quan sát, tông trúng người đi xe đạp.
Hiếu là thầy giáo dạy lái ô tô tại một trường nghề trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Con trai tâm thần chém chết cha, anh ruột, thảm kịch trước ngày cưới. Chiều ngày 30 tháng 10, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết đơn vị đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tạm giữ lấy lời khai của Hồ Thanh Cường, 34 tuổi, thị xã An Nhơn để làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân tử vong trong vụ việc thương tâm này là cha ruột của Cường, ông Hồ Hữu Cảnh, 80 tuổi và anh Hồ Quốc Nhẫn, 42 tuổi, anh trai Cường. Còn mẹ Cường là bà Trương Thị Duyên bị chấn thương sọ não, đa chấn thương nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Ghi nhận con đường bê tông nhỏ dẫn vào nhà ông Cảnh chưa bao giờ lại u ám, tang thương đến vậy. Từng dòng người đến viếng thăm, ai nấy cũng xót thương. Phía trước ngõ, bà con lối xóm đã đặt thùng từ thiện để quyên góp tiền lo tang sự cho những phận người xấu số. Theo người dân địa phương, trước đây Cường học rất giỏi, tốt nghiệp một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh và mới bị tâm thần ít năm trở lại đây. Từ ngày bị tâm thần, Cường rất hiền lành, thỉnh thoảng có lên cơn nhưng chưa làm hại người thân hay làng xóm. Tuy nhiên, không hiểu lý do vì sao sáng nay lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy. Lúc xảy ra sự việc, trời mưa rất to và tôi nằm xem TV ở trong nhà nên không biết gì cả. Khi ngớt mưa, nghe bên ngoài ồn ào, tôi mở cửa ra xem thì thấy nhiều người dân, có cả lực lượng công an. Theo bà gái, Hồ Thanh Cường là con út trong gia đình có 5 anh chị em, 3 gái, 2 trai. Đau lòng hơn, anh của Cường mới ở thành phố Hồ Chí Minh về nhà để đi họ, ăn lễ hỏi cho cháu gái ruột, chuẩn bị cưới chồng nhưng nay đã ra đi mãi mãi. Theo lãnh đạo Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định, Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn đang nuôi dưỡng đối tượng vượt số lượng theo quy định, không còn khả năng tiếp nhận. Trong khi đó, đối tượng tâm thần ngày càng nhiều, dẫn đến có nhiều hành vi gây nguy hiểm cho gia đình và xã hội, nhưng chưa được đầu tư mở rộng trung tâm. Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam trở lại vào năm 2024. Sau một năm tạm ngưng, triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam dự kiến khai mạc trở lại vào cuối tháng 10 năm 2024, địa điểm vẫn ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn tin từ một số hãng xe thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA thường xuyên tham dự Việt Nam Motor Show VMS cho biết các hãng đã họp bàn và đồng thuận sẽ tổ chức trở lại triển lãm vào năm 2024. Thời gian và địa điểm dự kiến vẫn giống như những lần tổ chức trước đó, tức vào tuần cuối tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện một thương hiệu Đức tại Việt Nam nói rằng thị trường ô tô 2024 dự đoán sẽ khởi sắc hơn năm nay. Triển lãm ô tô tổ chức trở lại là dịp để các hãng hâm nóng hình ảnh và ra mắt các sản phẩm mới sau một năm sân chơi này tạm hoãn. Về nguyên nhân ngưng tổ chức triển lãm ô tô 2023, các hãng nói do thị trường trầm lắng ngay từ những tháng đầu năm bởi tác động kinh tế vĩ mô, sức mua yếu và không rõ khi nào mới cải thiện. Thêm nữa là kinh phí dành cho triển lãm lớn lại không mang lại hiệu quả tương xứng nên nhiều hãng không tham gia. Triển lãm VMS thường diễn ra vào tháng 10 mỗi năm là ngày hội lớn nhất ngành ô tô, nơi các hãng giới thiệu, trưng bày các mẫu xe ý tưởng hoặc đang bán. Đây cũng là thời điểm nhu cầu mua xe của người dân tăng dần cho đến Tết Nguyên đán. Vì thế, tận dụng sức hút từ triển lãm, các hãng thường tung ra các chương trình khuyến mãi để kích cầu. VMS vì thế được xem như trợ lực cho doanh số các hãng tham gia trước khi một năm khép lại. Khi triển lãm ô tô 2023 hủy bỏ, nhiều hãng xe vẫn đều đặn ra mắt sản phẩm mới bởi kế hoạch đã ấn định từ trước. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, tổng cộng hàng chục mẫu xe mới xuất hiện trên thị trường. Ở mảng phổ thông, Toyota là thương hiệu ra mắt nhiều xe mới nhất. Thành phố Hồ Chí Minh dự báo cắt giảm lao động tăng vào cuối năm. Chỉ số việc làm tháng 10 giảm 3,2% so với cùng kỳ. Dự báo tình hình cắt giảm lao động ở các doanh nghiệp sẽ tăng trong quý tư, theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin được bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại kỳ họp Kinh tế xã hội tháng 10 và nhiệm vụ giải pháp cuối năm chiều ngày 30 tháng 10. Cắt giảm lao động tăng sẽ tạo áp lực lên công tác an sinh và thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của thành phố cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bà Mai nói và cho rằng tình hình kinh tế, các cuộc xung đột của thế giới phức tạp, khó đoán định đã có những tác động đến thành phố Hồ Chí Minh. Thị trường tiền tệ, tài chính, bất động sản tiếp tục có nhiều rủi ro. Trước đó, khảo sát cuối tháng 4 của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, Ban 4 thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng, cũng đưa ra dự báo làn sóng cắt giảm lao động sẽ kéo dài đến hết năm do khó khăn đơn hàng. Cụ thể, trong gần 9.560 doanh nghiệp tham gia khảo sát, có 82% cho biết sẽ giảm quy mô, tạm dừng hoặc ngừng kinh doanh trong nửa năm còn lại.
Hơn 7.300 doanh nghiệp cho biết vẫn hoạt động, song 71% số này có kế hoạch cắt giảm lao động nhiều nhất ở hai lĩnh vực xây dựng và công nghiệp. Doanh nghiệp cắt giảm phần lớn là ngoài nhà nước và một nửa trong số này hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Doanh nghiệp cho biết thách thức lớn nhất đang phải đối mặt là đơn hàng. Tương tự, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng nhận định làn sóng cắt giảm lao động số lượng lớn có thể kéo dài đến hết năm nếu khó khăn kinh tế không được cải thiện. Tình trạng này bắt đầu từ giữa năm ngoái khi hàng loạt doanh nghiệp trong nước mất đơn hàng dịp cuối năm vì các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản giảm nhu cầu tiêu dùng, khó khăn nguyên liệu, chi phí tăng cao. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những tin tức mới nhất mà chúng tôi cập nhật mỗi ngày.